Năm 2023, khởi công xây dựng tuyến chợ mới Bắc Cạn. Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản trả lời cử tri tỉnh Bắc Cạn về tình hình triển khai dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ chợ mới Bắc Cạn. Văn bản nêu rõ, theo quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050, tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên - Bắc Cạn CT07 có quy mô 4-6 làn xe. Trong đó, đoạn tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên có quy mô 6 làn xe, đoạn tuyến Thái Nguyên - chợ mới - Bắc Cạn và đoạn chợ mới - Bắc Cạn có quy mô 4 làn xe, tiến trình đầu tư trước năm 2030. Đồng thuận với kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Cạn về nhu cầu đầu tư tuyến chợ mới Bắc Cạn theo quy hoạch đã được phê duyệt nhằm bảo đảm tính đồng bộ, góp phần giải quyết vấn đề lưu thông hàng hóa và hành khách cho tỉnh Bắc Cạn nói riêng, các tỉnh vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ nói chung. Bộ Giao thông Vận tải cho biết, hiện tại, chủ trương đầu tư dự án đã được phê duyệt. Theo đó, tuyến chợ mới Bắc Cạn sẽ được đầu tư với chiều dài khoảng 19,4 km, quy mô phân kỳ 2 làn xe. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 2.017 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025. Thời gian tới, Bộ Giao thông Vận tải sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Cạn hoàn thiện thủ tục pháp lý để phê duyệt đầu tư dự án và triển khai các thủ tục tiếp theo. Dự kiến, dự án sẽ được khởi công năm 2023 và hoàn thành năm 2025, Bộ Giao thông Vận tải thông tin.